Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi sau bối cảnh đại dịch Covid-19. Chương trình do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị, với 481 trên 482 đại biểu biểu quyết tán thành, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%. Như vậy, đối với doanh nghiệp, việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh sau bối cảnh COVID-19, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. là một doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ uống, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến cuối năm nay, tất cả các mặt hàng của doanh nghiệp này đều nằm trong nhóm hàng được áp dụng ưu đãi giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống 8% mà Quốc hội vừa thông qua. Với 2% thuế VAT được giảm sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, từ đó giá thành sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng cũng sẽ có mức giá hợp lý hơn. Với chính sách hỗ trợ thiết thực và trực tiếp này, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ là động lực lớn giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn trong bối cảnh sau dịch Covid-19. Rẻ đi 2% thì là cái sức mua đối với hoa chúng tôi sẽ tăng lên. Và như vậy thì cũng như hồi nãy chúng tôi đã nói là cái sức sản xuất nó sẽ tăng lên. Và như vậy thì chúng tôi sẽ có công nghệ việc làm ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân của chúng tôi. Không những như hiện tại mà cũng như chúng tôi đã kỳ vọng rằng là chúng tôi sẽ tạo một cái mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2023. Giảm thuế VAT là hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng. Theo thống kê, trong năm 2022, với việc áp dụng chính sách này theo nghị quyết số 43 của Quốc hội đã gián tiếp kích cầu tiêu dùng nội địa tăng cao. Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 tăng 19,8% so với năm trước. Hỗ trợ doanh nghiệp người dân khoảng 44.500 tỷ đồng. Vì vậy, việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% nhận được sự đồng tình của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Thuế giá trị tăng là nằm trong giá thì bây giờ sẽ được giảm xuống 2% và như vậy người tiêu dùng trực tiếp sẽ được hưởng lợi 2%, nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp cũng giảm 2% và vừa lại giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa vừa là kích cầu và như vậy là lợi cả đôi. Và chúng tôi đánh giá cái hiệu quả giảm thuế giá trị tăng rất là tốt cho cộng đồng doanh nghiệp và cho cả người tiêu dùng. Trong cái bối cảnh của năm 2023 nó sẽ có những cái khác biệt hơn, có cái khó khăn hơn so với thời gian trước. Cho nên tôi nghĩ là với cái phạm vi điều chỉnh như vậy thì nó cũng là hợp lý. Nhưng mà đương nhiên thì chính phủ cũng cần phải rất là quan tâm đến cái việc điều hành làm sao để cho chính sách này nó thực sự đạt được hiệu quả. Tức là giảm về thu ngân sách nhưng mà phải kích cầu để tăng về cái đóng góp lại cho ngân sách ở các cái khoản thu khác. Theo quy định, vẫn còn nhiều nhóm hàng không được áp dụng việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng nên chăng cần mở rộng thêm đối tượng và thời gian áp dụng. Nếu mà đã giảm được, thì mặt hàng nào giảm đã là 10%, thì giảm xuống 8. Chúng ta không nên phân biệt ra loại trừ một số mặt hàng này kia, tất nhiên phải đánh giá cụ thể. Thì như vậy nó có cái tính đồng bộ, hai nữa là nó tạo ra một cái cái tính toàn diện trong chính sách tài khóa. Rút kinh nghiệm trong giai đoạn đầu thực thi việc giảm thuế, nhiều doanh nghiệp, cơ quan thuế đã gặp khó khăn khi xác định hàng hóa dịch vụ không thuộc đối tượng giảm thuế. Các chuyên gia cho rằng cần có hướng dẫn trong việc xuất hóa đơn và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp không làm đúng sẽ bị xử phạt. Những cái lúng túng khó khăn ta gặp phải khi triển khai chính sách này năm 2022 phải được rút kinh nghiệm thì không nên có gặp bất kể một vấn đề phát sinh gì mà đã từng phát sinh. Dự kiến với việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ giảm thu ngân sách nhà nước năm 2023 khoảng 24.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước nhiều thách thức như hiện nay, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ có tác động rất lớn với tổng cầu vì người tiêu dùng có thể trả một bước chi phí thấp hơn, còn doanh nghiệp cũng trả chi phí đầu vào thấp hơn. Đây là chính sách hỗ trợ tích cực để cộng đồng doanh nghiệp có thêm nguồn lực sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp và tăng trưởng kinh tế. Đến đây chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn Bộ Tư pháp, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.